Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Mà như anh em thấy hôm nay nha, sẽ có một cái list hàng. Hôm nay thì anh em nào mà thích mua đồ linh tinh thì hôm nay sẽ có một cái list đồ khá linh tinh đến với anh em nhé. Bao gồm túi da, loa Bluetooth lại tiếp tục về của anh em. Tai nghe thì hôm nay sẽ có một cái mã mới về rất là ngon anh em nhé. Ngoài ra hai bộ dàn mini đều là mã ngon và một cái tủ đa. Ok chưa? Cái tủ đa kia thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ thanh lý cho anh em. Ok. Và em lưu ý một chút là số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại của anh em Sơn thì ở ngay bên cạnh là 0933321983. Anh em nhá. Những cái sản phẩm ở đây thì anh em mình có thể liên hệ với mình hoặc thằng Phú Sơn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Còn đây là thằng em Phú, anh em nhá. Phú đẹp trai lắm anh em ạ. Đấy. Phú thì mới đến cửa hàng, nhiều mã sản phẩm em ấy còn chưa nhớ được nên là mình chưa cho số em vào video được. Hôm nào mà em ấy nhớ được tất cả các mã trên sản phẩm ở nhà thì mình sẽ cho số điện thoại em vào để anh em thể liên lạc, một là em Sơn, hai là em Phú. Đến lúc đấy khi anh em còn không muốn gọi cho mình nữa, đúng không? Tại vì hai thằng em này rất đẹp trai và phục vụ anh em rất nhiệt tình em nhá. Rồi, để bắt đầu vào sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ đi từ những cái sản phẩm nhỏ là tai nghe trước. Em sẽ nhìn thấy đây. Đây. Anh em nhìn nhá. Phú cầm anh cái gậy cái. Đây. Anh em nhìn hôm nay về được một mã Lenovo anh em nhá. Lenovo này thì vẫn là thuộc cái series cao cấp là Think Plus anh em nhá. Thinh Bluetooth này, đấy, cái mã này cực kỳ cao cấp luôn, cao cấp hơn cái mã màu đen về hôm trước anh em nhé. Đây, anh em nhìn này, đấy, con này nó sẽ bao gồm củ Hausen, nó mỗi bên sẽ là hai củ loa, anh em nhé. Tức là công nghệ con này sẽ là công nghệ hybrid, anh em ạ. Hybrid là gì? Hybrid là công nghệ kép, giống như thằng ô tô hybrid đấy, xăng lái điện thì con này cũng vậy, nó sẽ có một củ loa đảm nhiệm giải cân bằng và một củ để đảm nhiệm giải xúc bát. Chất âm ở trong hộp cộng hưởng này sẽ ra rất là ngon, anh em nhé, rất là ngon. Và pin con này cũng khá là bền, được khoảng tầm 8 tiếng nghe liên tục anh em nhá. Các phím điều hướng rồi hết đây, thấy chưa? Đấy, thân dây này và chân sạc đây, chân sạc con này sẽ vẫn sử dụng chân sạc micro USB anh em nhá. Micro USB, thấy chưa? Đấy. Dây đeo cổ này rất chắc chắn đúng không? Anh em mình cầm quả tai nghe này đi tập thể thao thì gọi là bao phê luôn anh em ạ. Và giá con này thì hiện tại bây giờ là 450.000 anh em nhá. 450.000 cho mã này. Lần này mình về được đúng 2 cái anh em ạ. Đúng 2 chiếc anh em nhé. Hàng này thì xin thưa với anh em, hàng mới tinh và không có hộp anh em nhé. Anh lưu một chút là hàng mới tinh không có hộp. Đấy. Giá thì siêu tốt rồi, có 450.000 cho tai nghe hybrid, thấy chưa? Tiếp đến đây thì là cái mã thân thuộc này. Cái mã này thì về đã quá nhiều lần với anh em rồi, cũng lại về thêm được 2 chiếc xin thưa với anh em. Đây thì vẫn thuộc cái series cao cấp là series Lenovo Think Plus anh em nhé. Đúng không? Đấy. Con này thì nó có cái hay chỗ nó có cái phím tắt mic anh em nhìn này, tắt mic mở mic này, đúng không? Lúc các phím đàm thoại này, đấy, tăng giảm âm lượng này, bật tắt này sẽ là nút này anh em nhé. Đây này, bật tắt là nút này, nhiều anh em về cứ bấm nút này, bấm nút này mà không nghĩ là đây bật tắt ở đây anh em nhé, rất nhiều anh em bấm nhầm. Và con này sử dụng chân sạc là chân sạc Type-C anh em nhé, chân sạc Type-C mới nhất bây giờ, ôi chưa. Củ Hausen anh em nhìn thấy này, củ Hausen nó toàn bộ là kim loại tất anh em nhé, toàn bộ kim loại tất, ok chưa. Đấy, đập vào nhau keng keng luôn, có nam châm hít anh em nhé. Chất âm con này thì xin thưa với anh em bao hay anh em nhé, bao hay cho anh em. Anh em nào nghe con này không hay gửi lại mình nhận lại luôn, ok chưa? Tại vì thậm chí nhiều anh em mà đợt vừa rồi nó cháy hàng, muốn có con này đặt con này mà không có mà đặt anh em nhé. Tại vì cái hàng bên kia thì gần như là những cái hàng này nó không về đâu, gần như mình bán ở trên thị trường gần như độc quyền những cái mã sản phẩm này anh em nhé. Bên Nhật là những cái sản phẩm này là nó chỉ thiếu cái khâu là bán ra thị trường nữa thôi. Thế là nó không có hộp anh em ạ. Hàng này là hàng nhà máy ra, các thông số đều đầy hết anh em nhé. Nên là phụ thuộc vào đầu bên kia anh em có nhanh tay hay chậm tay thôi. Đấy. Và hiện tại con này anh em nhé, thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu. Hiện tại con này vẫn ổn định 380.000 cho một chiếc anh em nhé. Và hôm nay trên video ngày hôm nay, cứ anh em nào chuyển khoản đủ mình sẽ bao ship cho anh em, ok chưa? Tất cả những đồ ngày hôm nay chuyển khoản đủ là bao ship anh em nhé. Đặc thù như thế, hôm nay gọi là rất ưu đãi trên video luôn. Tiếp đến đây anh em sẽ nhìn thấy đây là một con loa Mutki anh em ạ. Loa Mutki thì quá thân thuộc với anh em rồi, đúng không? Loa Mutki. Phú đi lấy cho anh cái điện thoại để anh tí anh kết nối cho anh em nghe con thử con này. Thì xin thưa với anh em, con này thì nó sẽ là một cái dòng loa Bluetooth anh em nhé. Dòng loa Bluetooth đang bán tại Amazon của Mỹ và của Nhật đều bán. Đấy. Hàng này là hàng chính hãng anh em nhé. Mutki anh em nhìn này. Đấy. Thông số phía sau này, mã là DI32 này. Công suất nó sẽ là 10W anh em nhé. Sử dụng cục pin là 2000mAh. Nguồn điện sạc vào 5V 1A anh em ạ. Và tất cả những cái mã này sẽ made in China tất anh em nhé. Hàng thì hàng xuất Mỹ nhưng mà nó sẽ made in China, tại vì tất cả các đồ Bluetooth thì 100% là sản xuất tại Trung Quốc hết anh em nhé. Con này cũng vậy. Đấy. Bên trong này thì sẽ được trang bị một con loa
toàn giải đường kính là 8 cm anh em ạ. Đây anh em sẽ nhìn thấy phần đầm ầm đấy, nghiêng nghiêng này, đường kính 8 cm đấy, ok chưa. Bên đằng sau này sẽ có một con bát cộng hưởng anh em nhé, chất bát nó sẽ khá là căng và anh em quay 360 độ thì sẽ gần tương tự như nhau đấy. Đây sẽ có nút tắt mở phím mềm này, đàm thoại trực tiếp trên loa này, nách bài lùi bài và tăng giảm âm lượng ở chế độ mode này, chuyển chế độ này. Đây là on off bằng phím cứng anh em nhé, on off bằng phím cứng. Tiếp đến là micro USB là cổng sạc này, thẻ nhớ chơi thẻ nhớ là kết nối tích aux này, kết nối thiết bị khác qua bằng có dây anh em nhé, ok chưa. Đấy, khá là hay anh em nhé. Rồi đấy, khi bây giờ thì mình sẽ kết nối thử cho anh em nghe. Và giá hiện tại con này thì mình để cho anh em giá cực kỳ tốt luôn, 720.000 cho mã này anh em nhé. Đấy, bảo hành một đổi một cho anh em trong 3 tháng, anh em cứ dùng lỗi đổi cái khác anh em nhé. Một đổi một trong 3 tháng, lần này mình về được 2 chiếc này. Đấy, ok chưa. Đó, anh em chờ chút nhé, mình sẽ kết nối cho anh em để anh em có thể hôm nay còn đâu đây, năm tháng chưa bay mà tình cùng ai và hôn ai vài câu nói năm đó cũng không đành. Thử chưa nhá, thử gì thử gì. Một người đứng từ xa chờ em về, một người nước mắt tìm đến, từng làn tóc vừa hôn em mong mong. Khi có lòng người là một thân, rồi ngày tháng nhanh trôi nhạt nhòa, quãng đường vắng còn ai với ta. Nhiều lúc mà nghe nhạc nó không hay có thể do điện thoại. Đây, mình sẽ test cho anh em nghe. Máy của thằng em Phú khả năng là vấn đề nhạc nó lỗi rồi. Em nó Bluetooth mà. Được thế. Thế mà đưa anh kết nối chịu mày. Đây, anh em nhá. Ok chưa anh em? Đây một chút nhạc đây để anh em cảm nhận được chất âm bên này thôi. Giá hiện tại vẫn 720.000. Anh em nào chuyển khoản đủ mình sẽ bao ship anh em nhá. Tại sao mà khi mình bảo là chuyển khoản đủ bao ship mới bao ship cho anh em được? Tại vì khi chuyển khoản đủ ấy thì nó không mất cái phí tiền thu hộ nữa anh em nhá. Thì tiền cước nó còn vừa vừa phải phải thôi, 120.000 thì mình sẽ bao cho anh em được. Chứ còn nếu mà nó có thu hộ nữa nó thành 56.000 tiền ship thì hết lãi luôn. Anh em ạ, không có lãi anh em nhá. Rồi. Quay sang bên này thì sẽ là cái đống đồ da và xin thưa với anh em. Đây đống đồ da đây. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng đồ da cho anh em. Đầu tiên là con ví cầm tay. Đây mà. Ví cầm tay. Đấy anh em nhìn nhá. Con này thì nói chung là nó là một trong số những cái dòng ví chủ tịch anh em ạ. Anh em hay gọi con ví này là con ví gốp anh em nhá. Ví gốp. Đấy. Phú đo kích thước cho anh em nào. Da này sở bao xịn luôn. Da này thì mình nhớ không nhầm nó là da dê chứ không phải da bò anh em nhá. Chiều ngang nó sẽ là 24 phân. Rồi. Cao. Cao con này sẽ được khoảng tầm 26 phân anh em nhá. Cao 26 phân. Đấy. Nó sẽ có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn anh em nhá. Nhưng hai cái khóa này vào chung một ngăn này. Đấy, một khóa này riêng. Đấy. Khóa thì cực kỳ trơn tru luôn. Hàng này hàng thử anh em nhá. Hàng thử, hàng chủ tịch anh em nhìn các lớp lót nó làm đẳng cấp không? Xịn luôn. Đấy, bên trên này nữa này. Con này anh em đi dùng nét này nẹt luôn. Đấy, các lớp lót các ngăn ở bên trong anh em nhá. Cái này để bên trong này, hãng này. Hàng này là hàng hãng bên kia về anh em nhé. Thế là nó có cái lớp lót nó giữ cho cái form túi. Khá đẹp. Con này thiếu mỗi cái logo ở đây thôi là ra thị trường này. Hiện tại ngày xưa ấy, đợt trước về dòng này nhá thì bán mình mới cả luôn bán giá khá là cao, nhưng bây giờ thì giá nó tốt hơn rồi anh em ạ. Đấy, da thật này, cái miếng da anh em nhìn này. Đấy, đẳng cấp không? Mình sẽ quay khá chi tiết nhá. Nhiều anh em cứ bảo là phải chụp ảnh cho anh em này, anh em thông cảm nhá, mình không có thời gian mình chụp ảnh lẻ từng sản phẩm đâu. Anh em cứ xem video giúp mình nhá. Đấy. Ok chưa? Đây, Phú cầm một ví này cắp nách anh xem nào. Anh em thấy không? Dòng ví chủ tịch anh em nhá.
cắp nách rất là ngon, cầm tay anh em nào. Đấy. Tay bên phía bên kia nữa. Trông Phú nó cầm cái ví này trông nó hơi đĩ anh em nhỉ. Tôi đứng đường ok. Ví này khá là xịn anh em nhá. Nói chung là chất cầm nó xịn rồi. Và hiện tại con này thì mình xin phép giá đợt này về tốt rồi, 860.000 cho con ví này anh em nhá. Con túi cắp nách dòng chủ tịch, ví này Huấn Hoa Hồng dùng anh em ạ. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là con túi da size lớn nhất ở nhà mình hiện tại bây giờ anh em nhá. Size lớn nhất, anh em nhìn. Chất da của nó thì da bò xịn anh em nhá, da bò thật luôn. Cam kết da xịn 100% anh em nhá. Con này thì có thể quay sách, có thể sách này, hoặc anh em có thể đeo chéo này, các kiểu đúng không? Đây. Đấy, vận chuyển về thì nó đè vào đấy này, anh em đút đồ vào là nó sẽ phồng lại trở lại bình thường thôi anh em nhé. Đồ ra vận chuyển thì không thể nào tránh được đâu. Đấy, con này anh em về cái nhất động đẩy đồ vào là nó lại ngon. Chất da đây. Đấy, anh em nhìn cam kết da xịn nhá, anh em về đốt lửa thoải mái luôn, nghe chưa? Dây này, dây sẽ được làm bằng dây gọi là dây dù bóng cao cấp anh em nhé. Nó sẽ có bao nhiêu ngăn? Sẽ có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Đấy, 5 ngăn. Đấy, ok chưa? Và dòng này thì đi học, đi làm, đi chơi đều rất ok anh em ạ. Đấy, mua cho các con nó đi học thêm cũng được, hoặc anh em mình xách đi chơi mang được khoảng tầm 2 bộ quần áo anh em nhá. Để được rất là nhiều đồ trong này, đi đòi nợ thì phải đòi được tầm vài tỷ trong con này luôn. Ok chưa? Đấy, hiện tại con này thì giá tốt rồi, ngày trước thì con này hơn 1 củ cơ và giá hiện tại bây giờ con này chỉ còn 850.000 anh em nhá. Đây thằng em Phú sẽ đeo cho anh em xem quay sách này. Còn tất cả nó may cực kỳ đẹp anh em nhá. Hàng này là hàng công ty đấy, thiếu logo thôi anh em ạ. Đấy. Phú đeo lên chéo cho anh. Kéo dây giúp em, kéo dây cho dài ra. Đấy. Anh em nhìn nhá, phòng túi lên, ok không? Cười anh, cười anh em. Đẹp dài thật, đẹp dài thật anh em ạ. Đấy. Ok chưa anh em, phòng túi lên rất là đẹp anh em nhá. Size là size lớn. Đấy. Giá hiện tại bây giờ là 850k. Rồi. Tiếp đến đây sẽ là một con túi da. Con túi này thì về gọi là quá nhiều ở Audio 89 rồi anh em ạ. Hàng này là cũng anh em nhìn thấy cái khóa này anh em biết là hàng mới tinh chưa sử dụng rồi đúng không? Hàng này mới tinh chưa qua sử dụng anh em nhé. Thẻ da này, cam kết da xịn 100%, những các cái thớ da cực kỳ đều anh em ạ. Thiếu duy nhất cái logo ở đây. Hàng công ty xịn này. Đây, dây này. Cam kết xịn anh em ạ. 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. 4 ngăn anh em nhá. Và cái miếng da của nó đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Quay sách nhá, từ form túi, Phú đo cho anh kích thước này. Chiều ngang nó được khoảng tầm 21 phân anh em nhé. Con này phải chiều cao. Chiều cao khoảng tầm 26 phân anh em nhé. 26 phân cho chiều cao. Ok chưa? Rồi. Thế anh em mình có thể con này đi học, đi làm, đi chơi đều rất ok. Con này là con form túi khá là đẹp anh em nhé. Form túi rất đẹp luôn này. Và lên form cho anh. Đó. Và hiện tại con này thì mình để cho anh em giá đợt này chỉ có 700.000 thôi anh em ạ. 700.000 cho con này anh em nhé. Bình thường bây giờ con xanh lớn này thì ngày trước là 750.000, nhưng lần này về giá tốt hơn rồi anh em nhé. 700.000. Đấy, anh em thấy không? Form túi lên cực kỳ ok anh em nhé. Đấy. Ngày trước con này là 820.000, bây giờ còn 700.000, tại vì cước về rất là tốt rồi. Lần này mình đã có tìm được một tuyến vận chuyển mới, cước về tốt hơn nhiều anh em nhé. 700.000 cho con này anh em ạ. Rồi. Tiếp bên đây thì sẽ là gối massage anh em nhé. Hết cái đống đồ linh tinh rồi. Đây, Phú cầm cho anh cái này ra. Đấy. Gối massage thì hôm nay mình sẽ có đây, sẽ có một chiếc gối massage của thằng Naipo anh em ạ. Hàng này thì xin thưa với anh em, nó là hàng đấu giá và mình về mới cứng luôn anh em nhé. Mua đấu giá là mua kiểu cho giá đấy và đấu về. Đấy. Bên Yahoo của Nhật nó sẽ có một cái kênh đấu giá khá là hay, và con này là con Naipo đợt này là về từ Nhật về anh em nhé. Đấy. Anh em sẽ nhìn này, massage cổ này, massage lưng vai này, massage bụng này, massage chân này, massage bắp chân này. Đấy, rất là nhiều cái chỗ để anh em có thể massage được ở trên con gối này. Con gối này thì hàng xịn, nó khác hoàn toàn hàng fake luôn anh em nhá. Khi mà anh em sử dụng hàng fake ấy, thì anh em mình chỉ cần nặng, đè nặng lên phát là nó sập luôn anh em nhá. Nó ngắt luôn. Thì con này sử dụng người khoảng 100 cân đè vào nó vẫn chạy bình thường anh em ạ. Đấy, 100 cân đè vẫn chạy bình thường anh em nhá. Nó xuất khá nhiều quốc gia, Anh, Đức, Pháp, Italia, Nga, Nhật Bản, Ả Rập này, CZ với cả SK gì đây. Nói chung là nhiều quốc gia lắm anh em ạ. Đây này. Có cấp nhiệt anh em nhá, có cấp nhiệt, có đèn hồng ngoại cấp nhiệt. Đấy, sử dụng an toàn trong 15 phút này. Đấy, tiếp đến sử dụng nhiều người gia đình này, thiết kế công thái học này. Đấy. Sử dụng trên ô tô được, có tẩu sạc ô tô anh em nhá. Đấy. Đây, sách hướng dẫn sử dụng đây, anh em nào về nghiên cứu có thể mở ra nghiên cứu nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là cái củ sạc đi kèm này. Củ sạc này sẽ là sạc 12V anh em nhá. Sử dụng điện từ 100 đến 240V anh em, cắm điện 220 và thoải mái luôn. Đấy. Củ này để adapter anh em dùng ở nhà anh em nhá. Cắm ở nhà.
Còn ngoài ra anh em mình dùng ở xe hơi thì anh em để dùng cái tẩu sạc xe hơi này cắm ô tô, trên ô tô của mình hiện tại cũng đang có một con anh em nhé, dùng bao phê luôn. Đấy, đây là con gối chính của anh em mình, cú cầm cho anh đây. Con này sẽ có 4 mi massage anh em nhé, 1, 2, 3, 4. Cái phần này nó sờ rất là xịn luôn, nó không như mấy con gối fake đâu, sờ con này bao phê luôn anh em nhé, bao phê luôn. Đấy, rất là mềm mịn, nói chung đẹp anh em ạ. Đấy, logo đây Nipo anh em nhé, đây logo Nipo, tiếp đến là tem to này Nipo này. Đấy, công suất 24W này. Đấy, và tất nhiên là tất cả những đồ gia dụng bây giờ đều made in China hết, con này cũng made in China anh em nhé. Nhiều anh em hay hỏi điện, gọi điện hỏi quá là tại made in ở đâu, thì trên video mình quay rất chi tiết cho anh em rồi, nhiều anh em không xem, bây giờ made in China tất anh em nhé. Đấy, mình không ngại về vấn đề made in đâu, tại vì bây giờ người Nhật thì đã phải dùng những cái đồ made in China là chuyện bình thường mà anh em nhé, chứ không nói gì đến người Việt Nam. Đó, bây giờ mà người Nhật mà người ta lại còn ngồi người ta lắp ráp những cái gối này bán cho anh em mình thì lấy đâu ra rẻ chưa đến 1 triệu một gối này. Nếu mà người Nhật lại làm anh em mình con gối này phải tầm 3 triệu, không có tiền đâu anh em ạ. Nói chung nó sẽ được lắp ráp ở Trung Quốc hết anh em nhé, quan trọng nó sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật thì rất là cao, dùng rất là sướng. Đấy, con gối này đây anh em mình chạy thử nhá. Đấy, 4 bi chạy ở mầm luôn, sờ bao ấn nhầm nút nguồn, sờ bao ngon anh em nhé. Đấy, đen này đen hồng ngoại xịn nhá, chứ không như kiểu mấy con fake đâu, mấy con fake thì đèn hồng ngoại nó sẽ là hồng ngoại đẻo anh em nhé, hồng ngoại đẻo sờ nó không nóng, nhưng con này là hồng ngoại xịn. Đấy, đây là anh em mình sử dụng một lúc nó sẽ nhiệt độ cấp lên khoảng tầm hơn 40 độ C. Anh em sẽ dây ấm ở phần lưng, hoặc là massage bất kỳ phần nào nữa đi nó sẽ ấm này. Đấy, anh em có thể tắt nhiệt đi bằng cái nút hớt này anh em nhé. Đây, tắt nhiệt đi. Đấy, tắt nhiệt cấp, tắt cái đèn hồng ngoại đi, nó sẽ không cấp nhiệt nữa, thấy chưa? Rồi, và con gối này hiện tại bây giờ mình vẫn để cho anh em là 750 ngàn anh em nhé, chuyển khoản đủ bao ship, thấy chưa anh em? Đấy, rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là mấy bộ dàn âm thanh anh em nhé. Anh em lưu ý một chút là dàn âm thanh mình sẽ không bao ship cho anh em. Đấy là cái điều tất nhiên rồi, tại vì dàn âm thanh nó khá là nặng, phí ship của nó cao lắm. Mà mình bán giá tốt rồi thì mình sẽ không bao ship cho anh em được. Một cái mã đầu tiên mình giới thiệu anh em hôm nay chính là con Panasonic PM57 anh em nhé. Cái mã này thì xin đưa với anh em, nó được rất nhiều giải về thiết kế anh em ạ. Ở bên Nhật cả nó được rất nhiều giải, mình nhớ không nhầm là nó được cái giải gì vào năm 2000 lẻ mấy ấy. Nói chung nó được gần đến 5 cái giải về cái giải thiết kế con này. Thì anh em thường hay gọi con này là thiết kế kim tự tháp anh em nhé. Anh em nhìn này, đấy, thiết kế nó có bậc lên trông như kim tự tháp luôn, khá là đẹp đúng không? Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng con này như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy mặt trước toàn bộ là gương tất anh em nhé, rất là đẹp. Nó có một cái đèn đây này, cái đèn như kiểu là gần như là equalizer ở đây anh em nhé. Con này sẽ chơi cassette này anh em nhìn, cassette bên trên nhá. Đấy, cassette này. Tiếp đến chơi MD, chơi CD, và con này chạy 5 đĩa CD luôn anh em nhé, 5 đĩa CD hoạt động hoàn hảo. Đó, đang đọc bài, màn hình thì to đẹp rõ nét đúng không? Con này mình nhớ không nhầm sẽ có giải mã quang anh em nhé, giải mã chuẩn 24 bit, và anh em sẽ cắm vào những cái smart TV giải mã luôn được trên con này. Đấy, sẽ có kết nối cổng PMD, cái cổng này chính là cái cổng Coaxial đấy anh em nhé, cổng Coaxial thì tức là cái cổng cũng là giải mã nhưng qua tín hiệu analog. Đấy, và đây là cổng phone này, mặt của nó thiết kế màu đen, con này đen xì anh em nhé, khá là ok tổng thể đấy đúng không? Tí mình sẽ quay phía sau. Và dòng này sẽ đánh loa hai cầu anh em nhé, chơi đánh loa hai cầu, và loa hai cầu trên con này thì mình đánh giá là cho ra chất âm bass rất là ngon. Ngoài ra thì anh em sẽ cảm giác nghe nó như có súp luôn anh em ạ. Cái phần lời trên này thì phần con lời con chép này anh em nhìn này, chép cực kỳ to luôn anh em nhé, chép siêu to khổng lồ, con đôm màng nhựa. Bên dưới này thì sẽ là con bass đường kính 11 cm, gân zin màng carbon anh em nhìn, tổng thể rất ok đúng không? Đây, phía sau đây. Đấy, thụt hơi siêu to khổng lồ. Công suất con này sẽ là 40W một chiếc, và trở kháng là 6 ohm anh em nhá. Một cặp nó sẽ là 80W. Dây loa xịn này. Đấy. Tiếp đến là phần kẹp loa anh em nhá. Kẹp loa anh em nhìn này. Đấy. Kẹp loa hai cầu. Đấy. Một cầu này là cho con súp bass này anh em nhá. Một cầu này cho con súp bass này, và một cầu này cho con chép ở bên trên này. Đấy. Thì hai cầu này nó sẽ có cái phần âm bass và chép tách bạch cực kỳ luôn anh em nhá. Công suất cục dàn là bao nhiêu? Công suất cục dàn này 50W điện nguyên bản 100V. Kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng aux này, giải mã 24 bit này, cổng quang này, kết nối PC nhận hình sao cạc rời, ôi chưa nha, đấy, khá là hay, kẹp antenna FM để phụ em nghe đài, nhưng mà Panasonic nó chỉ đến 90 thôi anh em ạ, chỉ đến 90 thôi anh em nhá. Và hiện tại cái mã này mình đang để cho anh em giá chỉ có 1.600.000 anh em nhá, 1.600.000 cho Panasonic PM57. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn, chất âm như thế nào, đây, đẹp. Thank you.
người trên áo ai kết nên duyên đời. Và giữa khi tâm tư giết thương, hồi còi hững hờ sẽ nát trong đêm rơi. Thành trang kín. Ok chưa anh em? Đấy, một bộ dàn 1.600.000 anh em nhé. Và anh em lưu ý một chút nhé, là những cái bộ máy cỏ này mình sẽ bao cho anh em CD chạy ngon, kết nối điện thoại máy tính TV ok. Còn cassette MD thì anh em hết sức thông cảm là bên mình không có thời gian mà dọn những con máy cỏ như này anh em nhá. Giá hiện tại 1.600.000, được chưa? Tiếp đến bên này anh em nhá, đây là một cái mã khá là cao cấp này. Mã này thì đến từ thương hiệu Sony anh em ạ. Đấy, một trong số những cái dòng Sony cao cấp trở ổ cứng như anh em nhìn thấy ngay ở mặt trước ở đây. Sony ổ cứng NAT này, D5HD anh em nhá. Rồi Sony, ok chưa? Thì con này màn hình siêu to khổng lồ và cực kỳ mịn, nó như một cái màn hình TV anh em nhé. Đây, chờ mình bật nguồn đấy đã. Với những cái dòng ổ cứng này thì anh em mình chờ cái ban đầu khởi động thì nó sẽ khá là lâu, mất khoảng tầm 1-2 phút anh em nhé, để chờ khởi động. Tại vì là nó sẽ có kết nối dữ liệu hệ điều hành chạy trong ổ cứng, nó sẽ như một cái gọi là một cái con máy mà có chơi như kiểu là laptop các kiểu kiểu vậy, giống như hệ điều hành Windows ấy, thì bọn này nó sẽ có một cái hệ điều hành riêng của thằng Sony anh em nhé. Chạy. Đấy. Thì chi tiết về cục dàn như sau. Đầu tiên là cái con này thì nó sẽ được trang bị một cái ổ cứng, mình nhớ không nhầm là 160GB anh em nhé. Anh em thể ghi được một vài chục cái đĩa CD vào là chuyện bình thường. Và nhất là anh em nào hay nghe đĩa CD ấy, CD gốc ấy, thì anh em mình gọi là đi mượn đĩa CD về, đút vào đây, anh em bấm nút copy anh em nhé, HD Direct này, bấm một nút này, nút một chạm nhá, bấm phát là anh em mình sẽ có ngay một cái con CD, một cái đĩa CD gốc anh em mình ghi vào ổ cứng để anh em có thể nghe anh em nhé. Và chi tiết về chức năng con này sẽ như sau. Đây, chờ mình chút này. Đây. Em chờ chút nhá. Thoát con này ra. Đấy. Thì mặt con này anh em nhìn này. Đấy, chữ nó cực kỳ mịn nhá. Màn rất là đẹp. Màn LCD to như một cái TV, đúng không? Chức năng sẽ bao gồm đầu tiên này, chơi đĩa CD này, CD dạng nút đĩa anh em nhá. Và đọc cực kỳ ngon luôn. Cái dòng này thì nó siêu bền luôn anh em ạ. Đấy. Tiếp đến ổ cứng thì như anh em mình vừa giới thiệu rồi, 160GB thì như thế anh em nhá. Nghe nhạc mạng này, Anime Music này, cái này thì như chỉ hỗ trợ bên Nhật thôi. Kết nối điện thoại máy tính TV qua con này thoải mái luôn anh em nhá. Hú cho anh bé cái quạt này đi tí. Đấy. Thì cơ bản về cục dàn sẽ đánh sò MOSFET nên là anh em mình sẽ phang tốt những cặp loa bass 25cm với cục dàn này luôn anh em nhá. Đấy, phang tốt. Tiếp đến bên này thì sẽ là loa này. Đây anh em nhìn này, mình sẽ bóc cái căng ra. Đấy, nghe chưa? Con này cái căng nó chỉ che mỗi cái bát thôi anh em nhá. Tròn kiểu cái căng cái kiểu mà giống kiểu loa màng gỗ anh em ạ. Đấy. Thì xin giới thiệu với anh em, toàn bộ mặt bên trước này anh em nhá sẽ là cái mặt kính như kiểu mặt BK anh em ạ, rất là đẹp anh em nhìn này. Siêu dày luôn. Rất là đẹp anh em nhá, bóng lừ luôn. Đấy. Con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 12 cm, gân lụa thẩm dầu anh em nhá, gân lụa thẩm dầu, màng giấy, màng giấy này cho chất bát cực kỳ ấm luôn. Và bên này trên này sẽ là con chép đôm anh em nhìn này. Tất cả bên ngoài này anh em nhé. Đấy, cái viền này nó làm rất là đẹp anh em ạ. Đấy, nó làm đẹp dã man luôn. Con đôm này của thằng Sony nó làm đẹp kinh khủng. Mà chất âm lại hay nữa. Anh em nào đã yêu thích cái chất âm của Sony rồi thì con những con ổ cứng nó đánh chất âm ra phải nói là đẳng cấp luôn anh em nhé. Phía sau đây, tổng thể bộ dàn khá là ok đúng không? Công suất của loa như anh em nhìn nhé. Công suất thì không thấy ghi nhưng mà trở kháng là 4 ohm rồi. Đấy, chỉ cần nhìn trở kháng đã biết là nó chơi hay rồi đúng không? Đấy, thụt hơi phía sau này. Và riêng Sony nhá, những cặp loa trở kháng 4 ohm rất hiếm, toàn 8 ohm thôi anh em ạ. À, toàn 6 ohm với 8 ohm thôi, 4 ohm rất là hiếm anh em nhá. Rồi, bên dưới này thì sẽ đây nó sẽ là kẹp loa này, tiếp đến là kết nối antenna FM phụ nghe đài này, kết nối thiết bị vào và thiết bị ra này, input output này, sẽ có một con quạt tản nhiệt rất là to ở đây anh em nhá, giữ cho cơ chế nó rất là mát. Kết nối mạng này. Đấy, kết nối mạng LAN, cái này về anh em tự nghiên cứu nhá. Và có một đường xuất video. Công suất của con này thì sẽ là 52W điện nguyên bản là 100V đây này. Sony HDD là chơi ổ cứng này, network là chơi mạng này, audio system. Ôi chưa, hệ thống mà chơi audio từ ổ cứng, nhạc chơi ổ cứng và nhạc mạng. Nói con này nó khá là nhiều chức năng anh em nhá. Con này thì yêu cầu những anh em nào thích mày mò, về mò sẽ ra được nhiều cái chế độ cơ chế chức năng rất là hay ở trên con này anh em nhá. Và dưới cốp này này. Dưới này có một cái cốp thì sẽ có một cổng USB anh em nhá. Cổng USB này phục vụ anh em cắm nhạc USB để anh em chép nhạc từ USB vào ổ cứng để anh em nghe nhạc trực tiếp, quê chưa? Hay chưa? Đấy, hỗ trợ một lỗ phone nữa anh em nhé. Cốp này đậy lên được. Đấy, rất nhiều chức năng ở trên này. Và cái mã này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em giá có 2.200.000 thôi anh em nhé.
2.200.000 cho Sony ổ cứng anh em nhá. Giá siêu tốt luôn. Vào đây thử nhạc cho em nghe này. Đây. Nắng đã tàn theo cuối ngày, dòng xe ngập trên đường phố, ánh mắt nào đang hướng về tìm ai, hẹn ai cuối ngày. Và riêng em đã qua thời mong chờ, cuộc tình vừa tan như giấc mơ. Từ sau đêm ái ân vui niềm đau về, một đêm mưa gió trên tình thơ. Vì riêng em đã cố thêm mong chờ, làn môi em mơ phai sắc hương. Từ mai đây lối xưa em chờ ai. Ok chưa anh em? 2.200.000 cho mã Sony ổ cứng anh em nhá. Giá siêu tốt luôn. Đấy. Và tiếp đến cuối cùng ngày hôm nay thì sẽ là con này. Ok chưa anh em? Đấy. Một phiên bản gọi là Columbia GP60 anh em nhá. GP60. Đấy, anh em nhá, nhìn đấy này. Columbia GP60. Đấy, nó là một trong số những cái mã gọi là tiền thân của thằng Deno. Nhưng mà cái mã này hình như là nó sản xuất cho thằng Victor này, anh em sẽ nhìn thấy cái logo Victor nó đây anh em nhá. Logo Victor. Đấy. Hàng thì bên kia về thì khá là đông. Và con này thì mình xin phép hôm nay mình sẽ cho anh em một cái giá rất tốt anh em nhá. Con này chính là con tủ đài size lớn anh em ạ. Tủ đài size lớn anh em nhá. Con này cao được bao nhiêu phân nhỉ? Cú đo cho anh cái. Con này nó sẽ cao được bao nhiêu phân? Anh em chờ chút nhá. Nó sẽ cao được 56 phân, 57 phân anh em nhá. Và chiều ngang. Con này ngang sẽ được khoảng tầm 38 phân. Đấy. Chiều sâu là 34 phân anh em nhé, 34 cm. Đấy. Và anh em mình sẽ có hai cái móc ở đây anh em nhé, hai cái móc này để phục vụ anh em mình gọi là móc đồ vào đấy, xách đi anh em nhé, hai ông khiêng mỗi ông một bên, hiểu chưa? Đấy. Thì mình xin giới thiệu sơ qua chức năng con này sẽ như sau. Đầu tiên anh em nhé, anh em mình sẽ nhìn thấy bên trên này thì sẽ là cơ chế đĩa than của con này anh em ạ. Tất cả đều như mới, kim cũng như mới luôn. Gần như bên Nhật nó quên sử dụng cái đĩa than này anh em nhé. Gần như là không sử dụng bên Nhật luôn. Ok chưa? Đấy, và hiện tại bây giờ mình đang có con đĩa này. Một con đĩa để ở đây. Hôm trước mình test máy này. Rồi. Đấy. Đẹp, dã man luôn. Kể cả cái bản lề anh em nhìn này. Bản lề nó như mới luôn anh em nhé. Tiếp đến thì chức năng chơi của con này sẽ bao gồm chức năng chơi cassette anh em nhé. Cassette đây. Cassette con này chạy cực kỳ ngon. Đấy, hai chiều cực kỳ ok anh em nhé. Tiếp đến thì ở chơi đĩa CD anh em nhé, CD con này cũng hiện tại cũng đang đọc rất là ngon, nghe chưa? Nghe FM AM. Đấy, FM AM thì xin đưa với anh em, con này nó sẽ có FM thì sẽ chỉ đến 90 thôi, còn AM thì full giải đài Việt Nam anh em nhé. Combo con này thì sẽ có một hai con loa toàn giải ở phía bên dưới này anh em nhé, hai con loa toàn giải được đúc thùng riêng biệt luôn. Đấy, và bên ngoài nó có một cái lớp kính che anh em nhé, kính che. Đấy, màn hình con này sẽ ở dưới này anh em nhé, màn hình hiển thị đây. Các cái bài ở CD CX sẽ hiển thị dưới này. Dưới cùng này sẽ là cổng phone này. Và đây mình nhớ không nhầm, đây sẽ là cổng mic anh em nhé. Đây sẽ là cái cổng mic của con này. Đấy. Và chỉnh volume mic cái thứ ở đây này. Đấy, echo cái gì ở đây này. Nói chung là anh em, cái này anh em mình về thì sẽ có thể sử dụng Google dịch để anh em dịch ra nhé. Hiện tại mình chưa nhớ chức năng như nào. Đây bọn bên Nhật nó phải dán tem bên dưới này. Đấy, CD này. Đấy, dán cái chức năng này đây này. Đấy, dán thêm cái dòng chữ này. Đây là open close CD này, đúng không? Đây stop này, đây là play CD này. Next bài cái thứ này. Đây là tăng giảm volume này, kèm nút nguồn luôn anh em lưu ý một chút, đây có nút nguồn ở đây anh em nhá. Vặn cục đây là nút nguồn tắt này, đấy. Vặn lên là tăng giảm này, đây là nút dò đài, ok chưa? Đấy thì cơ bản về con này như vậy thôi, và bây giờ mình sẽ test cái con CD để cho anh em nghe chất âm này sẽ như thế nào anh em nhá. Đấy. Ok chưa? Con này thì hoạt động hoàn hảo anh em nhá. Và trước khi mình test thì mình xin phép báo giá con này cho anh nghe. Con này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em giá là 5.500.000 anh em nhé. 5.500.000 cho con tủ đài anh em ạ. Đến từ một cái thương hiệu Columbia.
GP60. Đấy, con này thì sản xuất cho thằng Victor. Em nhá. Nếu Victor về nó đóng logo và nó bán luôn. Đấy, ok chưa? Khá độc. Bình thường anh em sẽ nhìn thấy bình thường bọn này nó sẽ làm cho thằng Denon anh em nhá. Nhưng mà hiện tại con Nam Mã này là sản xuất cho Victor. Nên là khá là hay. Đấy. Tem Victor là tem kim loại anh em nhá, chó người kèn anh em nhỉ. Đấy, đẹp. Và lấy thử nhạc cho anh em nghe đã nhá. Đây. Và lấy. Đấy. Con này hiện bài cái phần bài rất giống như con CD xưa. Con này nghe nó mang tính chất hoài cổ anh em nhá. Chất âm nó cũng cổ luôn. Đừng buồn nhé anh hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa. Một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương. Ôi sao thế ta, từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ. Tình yêu sao đó vội vàng, phút cuối tiễn đưa cánh sao lừa thương. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã chót trao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa nhớ nhé. Ok chưa anh em, thì đấy là cái CD. Tiếp đến test AM cho anh em nghe này. Cassette này, ở đây phono, cassette đây. Đấy, cassette này mình sẽ test cho anh em nhá. Cho ra đĩa đây. Đấy, ra đĩa đây này, open này. Còn đâu? Đây. Mình chỉ có băng nhạc Nhật thôi anh em ạ. Đấy, băng nhạc Nhật test cho anh em xem. Cassette thì chạy cực kỳ ngon anh em nhé, không phải bàn. Anh em để ghi cassette trực tiếp vào đây được nhá. Đấy. Thì cơ bản chức năng nó vậy thôi, còn trên này con phono thì chắc chắn nó chạy rồi anh em nhá. Phono thì chạy ngon luôn. Hỗ trợ cả 3 tốc độ anh em nhá. 3 tốc độ đĩa đều chạy cực kỳ ok. Đấy. Anh em lấy một chút cái khóa đĩa này anh em về phải gạt gạt nó ra nhá. Con này gần như cái bên trên này nó quên chưa sử dụng luôn. Đấy, đậy xuống này. Đấy. Nó sẽ kín luôn anh em nhá, thành một khối luôn. Hàng trưng bày anh em nhá. Nó có những cái vết xấu mình sẽ quay cho anh em. Đây này, đấy. Vết xấu. Đây, cái phần chân này. Đấy. Bên Nhật chắc nó cũng để dưới đất thôi, nên là nó có những cái vết xấu. Nói chung là không tránh được anh em ạ, nhưng mà quan trọng giá nó sẽ rất tốt. Bình thường anh em bán cái này tầm 8 9 củ thì mình bán cho anh em có 5 triệu rưỡi thôi anh em nhé, hàng trưng bày. Ok. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng đây thôi. Phải hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối rất là vui vẻ bên gia đình và xin chào anh em nhé.